Đây là một số cây của cây phi điệp năm cánh trắng Đài Loan hàng hoa rất là đẹp. Em Thảo lấy về để trồng nhưng mà thời tiết ở trên Lạng Sơn em rất là lạnh. Đấy, giá băng luôn nên là em Thảo sẽ bán. Cô chú anh chị chia sẻ thì cô chú anh chị nào chúng ta muốn sưu tầm một hai chậu thì chúng ta gọi sưu tầm. Đây là một cho cái mặt hoa em Thảo thấy rất là đẹp nên em lấy về trồng nhưng mà lạnh quá, chưa thể sang chậu cho các em nó được. Đó, mặt hoa thì xuất sắc luôn, rất là đẹp luôn. Nếu mà anh chị em nào chúng ta muốn sưu tầm và lần sau nếu mà nó nở hoa tại vườn thì chúng ta có thể đặt theo tên mà à, chúng ta yêu thích. Đây là mặt hoa của nó đây cả nhà nhìn đã ạ. Mặt hoa của dòng nam cánh trắng này đây. Đây chính là cây à, sổ ở trong ki của nó nhé cả nhà nhé. Đó, hoa rất là đẹp đúng không ạ? Em thấy hoa đẹp quá nên là em lấy về để à, em vừa trồng thôi. Để là tầm tháng à, tới này là em Thảo sẽ kích hoa. Nó sẽ nở hoa luôn. Đó, đây. Từ vừa rồi mọi người có bạn nhìn thấy là những cái cây hoa đấy ạ. Đó, em thấy có một vài bông ấy. Nở, xong rồi là... À, Thấy những cái cánh của nó cũng đẹp đẹp như thế này thôi này Bây giờ cái bông này rất là đẹp đúng không ạ Nói chung là đây là hàng em Thảo lấy về để em Thảo trồng thôi Nên là cô chú anh chị nào chúng ta muốn uh, sưu tầm thì em bán cho cả nhà với giá là 300 nghìn một kg Đó anh chị em nhìn thấy không ạ Hoa rất là xinh luôn Chuẩn năm cánh trắng luôn nhé Đây là những cái cây mà hoa của nó là ở trong lô đó Đó chuẩn luôn Đây nhìn xinh chưa Đó những cái cánh bầu cánh bay rất là xinh đúng không ạ Đây Em bán là 300 nghìn một kg Đây